Good morning, Stacy. Hi. Have you eaten? Yeah. All right. I'm hungry. I ate too much food. Bây giờ là 9 giờ sáng. Rồi khỏi phòng đi xuống để kiếm dạng breakfast. How is the breakfast? Oh, yeah, it's good. Good. Yeah. They have a pancake machine. That's cool. You just press a button and it makes the pancake. That's cool. It like squeezes out the batter and then it goes through and then it like cooks it. And then it like puts it on your plate. That's cool. Breakfast. Yeah, we have to wait. Well, Amanda's gonna be here in 30 minutes. 30 minutes? Để mình vô đây mình sẽ mua vé, sau đó mình sẽ đi vô trong cái Plum Garden để tham quan những cái vách đá. After this, đây là bên trong cái chỗ mà Vincent Justin went to go to the bathroom. Yeah, go ahead. I don't know where they are. Yeah. Đứng đợi mua vé để vô. Bữa nay thấy bà con đi đông dữ. Ê. Ông chính ở gì kìa? Lúc ông chính. Dạ. Так что? Я, ну уже грабли. Грабли погуляли. А что ты мне отель не помогал? А мы там. А мы должны нормально. Vì mua vé xong rồi bây giờ ngồi ngồi đây đợi xe bus xong chở vô cái khu để đi bộ khoảng chừng 3 cây số trong cái khu rừng này. Good morning. Okay. Morning. Oh, no, đi tan cho tan kìa. Lên đi. Yeah, yeah. Go. Any said that. Any said that. Come on, let's go. Okay. The wheel on the round go round and round. Oh, to the town. Cái này làm vừa đủ. Thank you.
Mùa này ít nước. Người dì 93 tuổi Jess Gonsi đã kinh ngạc. Cô đã dành một ngày tháng 6 ấm áp để khám phá vùng đất xung quanh ngôi nhà mới của cô và đang theo tiếng nước chảy đến nơi mà cô hy vọng sẽ là một hố câu cá mới. Thay vào đó, những gì cô tìm thấy thật tuyệt vời và bất ngờ. Nhìn lên, cô thấy một vực thẳm không giống ai, dài 800 feet và cao tới 90 feet ở một số nơi. Dì Jess chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Đó là vào năm 1808. Hai bên là hai vách đá thẳng đứng. Hôm nay rất có nhiều người đi tới đây. Đẹp không? Đẹp không? Gần 200 triệu năm trước, trong thời kỳ Jurassic, đá granite Conway tạo thành các bức tường của hẻm núi Flum đã bị chôn vùi sâu dưới đá. Theo thời gian, rãnh phủ nham bị xói mòn nhanh hơn xung quanh đá Grand Conway, tạo ra một thung lũng sâu nơi có hẻm núi bây giờ. Tao. Chị tự mình bữa nay đi cũng dữ. Gần. Thì bây giờ mình đang trên cái trên cái đỉnh cao nhất của cái những cái thiên đá, những cái tảng đá mà hồi nãy mình đi ngang. Yeah. Bây giờ con đường này mình sẽ đi về, băng đi về lại cái chỗ cũ. Chắc cũng khoảng bây giờ là nửa đường. mặt mày xanh giờ đó rồi. mới được cái nửa được à. Không đi xuống đâu phải. Bắt đầu bây giờ đi đường trường vậy nè. Không. Người ta khỏe đâu còn uống nước. Mặc dù câu cá tại Flum không còn được cho phép, nhưng sự ngạc nhiên về nó chắc chắn không khỏi và vô số nhà thám hiểm nghiệp dư làm đúng như vậy mỗi năm. Một đường mòn dài 2 dặm dễ dàng di chuyển làm cho việc tham quan hẻm núi trở thành một cuộc phiêu lưu ngoài trời dễ dàng cho các gia đình. Một số thác nước, những tảng đá giống như hang động tự nhiên và một cây cầu có mái che cổ điển năm 1886 làm tăng thêm sự kỳ diệu của Flum. Có chiếc cầu gỗ bắc qua ngang con suối. Ngang đi lùm rồi. Ở dưới rất sâu.
giờ đi Plum xong rồi, bây giờ mình đoàn, hai đoàn của mình sẽ đi Canon Airway Trail SX34. SX34B. 34B hả? B. Ở đâu này? Quá đẹp luôn. Quá xa cỡ luôn. Quá núi luôn. Cáp treo lên núi Canon. Đây là cái parking của cái giờ này tiến hay gì? Để vô mua vé, nhưng mà vé hồi nãy mình mua rồi. Giờ chỉ vô là sắp hàng để lên cáp treo để lên trên lúc trên đỉnh núi Canon. Mấy đứa đường kia lắm. Đây là khu cáp treo ở dãy núi Canon. Mình sẽ lấy vô đây mình sẽ lấy cái cáp treo rồi đi thẳng lên trên lúc trên nóc trên núi luôn. Right here. No. Up there. Oh, that's scary. I'm still going. Yeah. We have to go. What the heck is that? Tàu điện hành khách trên không đầu tiên ở Bắc Mỹ bắt đầu hoạt động trên địa điểm này vào năm 1938. Gần 7 triệu hành khách đã được đưa lên đỉnh núi bằng xe điện đầu tiên, thực hiện một chuyến đi dài 8 phút tuyệt đẹp ở trong hai cáp treo đi đến đỉnh núi cao 4.080 feet và ngắm nhìn toàn cảnh các thung lũng và các ngọn núi xa xôi. Mỗi chiếc xe điện có sức chứa 80 người và cao 2.180 feet theo chiều dọc. Rời khỏi trạm xe điện, những con đường mòn đi bộ đến một tháp quan sát trên đỉnh. Còn bên này là có một cái tiệm bán đồ souvenir kỷ niệm nhỏ nhỏ. Đây là cái chỗ cái trạm của cái cáp treo, người ta đang đứng xếp hàng để đợi lên cáp treo. Đây, chiếc cáp treo này có thể chứa 80 người. Bây giờ đang đợi. Đường xe điện trên không là một trong những chuyến đi ngoạn mục nhất của New Hampshire. Vào một ngày đẹp trời, du khách sẽ được ngắm nhìn những ngọn núi ở New Hampshire, Maine, Vermont, Canada và New York. Trên đỉnh núi có những con đường đi bộ, một tầng quan sát, quán ăn và phòng vệ sinh. Kiếm gì cái sandwich hay gì ăn xong bắt đầu mình đi ra ngoài, mình đi dọc dọc để coi trên cái ngọn núi này nó có cái gì. Oh, how many 10 miles?
Chỉ có một cái đường mòn nhỏ thôi, chắc không có rộng. Nhưng để đi coi, thử coi, để đi tới đâu. Là một cái lối nhỏ đi xuống đây, nhưng mà tới đây thì trước đây mình coi ở dưới đó là con đường xa lộ 93. À đi. Ok, keep going. Đi xuống coi xà lộ dưới thôi, không có gì hết. Gì dưới. Wow. Wow, you don't want to. Ở đây nó có một cái tháp để cho người ta lên đứng trên này người ta coi. Để mình leo lên đây trên này nhìn chắc xa hơn. Yeah. Why not? So you don't get lost. We'll be a little slow. Well, you don't mind. Whoa. All right, did it. The other view was better. Huh? The view where we were on the rocks. Oh, that the view is just unbelievable. Picture time. Is that a tennis court? Short trail or back the same way? Short. Is it on this side? Well, you don't want to come up.